Xin chào các khán giả của Game TV. Chào mừng các bạn đến với buổi bốc thăm giải đấu AFF Cup 2015, giải đấu lâu đời và có truyền thống hàng đầu đế chế Việt Nam. Đây là giải đấu tôn vinh huyền thoại Đức Vượng Bé Yêu, người đã đặt nền móng đầu tiên cho Game TV và quay phát game hiện nay. Giải đấu được tài trợ bởi nhà tài trợ Kim Cương F5 Media, website M88, nhà tài trợ vàng Dũng Con Gaming Center, công ty Hà Nội Computer và nhãn hàng Minh Men. Đến dự buổi bốc thăm ngày hôm nay có anh Lục, đại diện của nhà tài trợ Kim Cương F5 Media. Ở bên phải tôi đây là chuyên viên phát triển thể thao điện tử Gaming, và tôi là bình luận viên GB. Ở giải đấu năm nay thì có sự tham dự của 26 đội và được chia làm 8 bảng. Mỗi bảng nó được chia làm 8 bảng và được chia ra làm 4 nhánh. Mỗi nhánh tương đương với một team tứ hùng được chọn ra làm hạt giống. Và bây giờ thì trước khi bốc thăm, tôi xin phép kiểm tra lại hòm phiếu. Bên tay trái tôi đây là hòm phiếu của 4 đội nằm trong team tứ hùng. Và 4 đội của 4 team tứ hùng. Đây có 4 lá phiếu các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Còn ở bên tay phải tôi thì là hòm phiếu còn lại, chứa 22 lá phiếu của các đội còn lại, sẽ được chia vào các bảng sau đây chúng ta cùng bốc thăm. Sau đây tôi xin mời anh Lục, đại diện của công ty F5 Media, bốc đội hạt giống đầu tiên. Và đội hạt giống đầu tiên cũng là đội mặc định nằm ở bảng A. Vâng, như vậy là cái tên đầu tiên là Skynet sẽ nằm ở bảng A, và ba cái tên còn lại ở bảng A. Vâng, xin lỗi bạn, là hai cái tên còn lại nằm ở bảng A. Tôi sẽ mời anh Gờ Vịt. Cao Bằng Trẻ. Vâng, như vậy là cái tên thứ hai ở bảng A đó là Cao Bằng Trẻ. Tìm Thái Bình 3. Vâng, và cái tên tiếp theo nằm ở bảng A đó là Thái Bình 3. Bây giờ tôi xin nhờ anh Lục bốc cái tên đầu tiên ở bảng B. Thanh Hoa 86. Vâng, như vậy là cái tên đầu tiên ở bảng B đó là Thanh Hoa 86. Và giờ thì sẽ là người bốc cái tên tiếp theo ở bảng B. Yên Bái. Vâng, Yên Bái là cái tên tiếp theo, cái tên thứ hai ở bảng B. Và anh Lục là người nhấc lá phiếu cuối cùng ở bảng B đây. Daiwa Plastic Thăng Long. Vâng, như vậy là cái tên rất dài, một cái tên rất dài đó là Daiwa Plastic Thăng Long, là cái tên cuối cùng ở bảng B. Và bây giờ thì tôi tiếp tục nhờ anh Lục bốc thăm đội hạt giống tiếp theo ở nhánh thứ hai, gồm bảng C và bảng D. Và hạt giống tiếp theo sẽ là Mặc Định nằm ở bảng C luôn. Game TV 1. Vâng, như vậy là Game TV 1, một cái team mà rất nhiều thành viên trẻ, sẽ là hạt giống đầu tiên ở bảng C. Và giờ thì sẽ là người bốc thăm lá thăm tiếp theo ở bảng C. Yugi Club. Vâng, như vậy là Yugi Club, một cái tên không quá xa lạ, là cái tên thứ hai ở bảng C. Và cái tên cuối cùng ở trận đấu bảng C đó là, chúng ta cùng chờ xem. Vĩnh Phúc Trẻ. Đây là Vĩnh Phúc Trẻ, bảng C gồm 3 đội đó là vâng Skynet, xin lỗi bạn, đó là Game TV. Vĩnh Phúc Trẻ. Vâng, như vậy là Yugi Club. Và cái tên đầu tiên ở bảng D, tôi xin mời anh Lục. Hà Nội 2. Vâng, như vậy Hà Nội 2. Bây giờ tôi mời vào tìm bốc tiếp theo cái tên của bảng D. Euro Flag. Vâng, cái tên thứ hai ở bảng D đó là Euro Flag. Và giờ thì cũng là cái người bốc cái tên cuối cùng của bảng D. Vâng, như vậy là bảng D đã kết thúc với cái tên Toma. Và tiếp theo là nhánh thứ ba, nhánh có bảng E và bảng F. Tôi xin mời anh Lục bốc cái tên hạt giống đầu tiên sẽ nằm mặc định nằm ở bảng E. Như vậy là Thái Bình 1.
Vâng, Thái Bình 1 là cái tên hạt giống đầu tiên là bảng E. Và tôi xin mời Cẩm Thịnh bốc nối hai cái tên còn lại bảng E. Hoài Đức B. Vậy là Hoài Đức B là cái tên thứ hai sau Thái Bình ở bảng E. Team Thái Bình. Vâng, như vậy là Team Thái Bình. Vâng, hai người anh em lại đụng độ nhau ở trong bảng E. Vâng, cái tên đầu tiên là bảng em, tôi xin mời anh Lục. Thanh Hóa. Vâng, như vậy là Thanh Hóa 1 là cái tên đầu tiên là bảng em. Và tôi xin mời là tìm nhất hai cái tên còn lại ở bảng em. Ngao Du Tứ Hạ. Vâng, Ngao Du Tứ Hạ. Team Thái Bình 2. Vâng, như vậy là Thái Bình 2 nữa. Một bảng, một nhánh đấu mà hầu hết là toàn bộ team Thái Bình ở đây. Và cái team hạt giống Thái Bình 1 cũng nằm ở nhánh thứ 3 này rồi. Vậy nhánh thứ 4. Vâng, cái tên hạt giống cuối cùng của nhánh thứ 4 tôi xin nhờ anh Lục mở ra và nó sẽ là mặc định nằm ở bảng G. Hà Nội. Vâng, như vậy là Hà Nội 1 là cái tên đầu tiên ở bảng G. Ao E Cẩm Giang. Vâng, Ao E Cẩm Giang là cái tên thứ hai ở bảng G. Sinet. Vâng, Sinet là cái tên thứ ba. Và cái tên đầu tiên ở bảng H thì tôi lại mời anh Lục. Sơn Tây. Vậy Sơn Tây là cái tên đầu tiên mở màn cho bảng H. Kim TV 2. Ở game TV 2 là cái tên thứ hai. X-Men 1. Và như vậy là X-Men 1 là cái tên cuối cùng ở bảng H. Vâng, năm nay thì có 26 đội tham dự. Vâng, 4 đội thì đã chia ra ở 4 nhánh hạt giống. 22 đội còn lại sẽ được chia ra làm 8 bảng, mỗi bảng 3 đội. Vì vậy vẫn còn dư ra hai đội. Hai đội này sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên vào các bảng còn lại từ A cho đến H. Vâng, đội nào may mắn sẽ rơi vào các bảng còn lại, chúng ta cùng chờ xem. Vâng, bên tay trái tôi bây giờ là hòm phiếu có chứa 8 lá thăm ở vẫn có tương tự với 8 chữ cái và các bạn chúng ta đã đánh dấu từ đầu đến bây giờ. Và bây giờ thì tôi xin mời là tìm bốc một lá thăm và anh Lục bốc một lá thăm. Vâng, đồng thời của Lục. Như vậy là F là của anh Lục. 9X Hà Tĩnh. Như vậy là 9X Hà Tĩnh là rơi vào bảng F. Một bảng sẽ có 4 đội đầu tiên. Vâng, và đồng thời lần thứ 2 B. Dương Nội. Như vậy là Dương Nội sẽ rơi vào bảng B. Như vậy là chúng ta sẽ có bảng B và bảng F là hai bảng sẽ có 4 đội tham dự giải lần này. Vâng, như vậy bây giờ trên tay tôi đã có danh sách của tất cả các bảng đấu. Thời gian thi đấu của giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày 12 cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2015. Ngày 12 sẽ diễn ra vòng loại ở Dũng Con 3 Game Center. 369 nhưng không có bay đâu. Mình đánh ở Dũng Con cũ không ạ? B là cái con mới. Vâng, như vậy là trên tay tôi bây giờ đã có danh sách của tất cả những bảng đấu. Thời gian diễn ra giải đấu năm nay sẽ là từ ngày 12 cho đến ngày 18 tháng 4 năm 2015. Địa điểm diễn ra vòng loại là ngày 12 ở 369 Nguyễn Khang. Và địa điểm diễn ra vòng chung kết sẽ là ngày 18 ở nhà văn hóa quận Cầu Giấy, số 26 Nguyễn Phong Sắc, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bây giờ tôi xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trên kênh sóng của GameVD.